À, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà ứng phó của người dân ở huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên về vấn đề nước sinh hoạt như thế nào. Như các bạn đã biết, nước sinh hoạt ở các tỉnh vùng cao và đặc biệt các huyện vùng cao là một trong những cái câu chuyện rất nhiều bàn tán và rất nhiều những cái cuộc hội thảo, rất nhiều những cái suy luận rồi những giải pháp để đưa ra để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho bà con. Tuy nhiên thì do đặc thù là những địa bàn sinh sống ở những cái đỉnh núi, nước sinh hoạt luôn luôn là cái việc thiếu đối với sinh hoạt của hộ gia đình. Và hôm nay tôi sẽ cùng với các bạn giới thiệu với các bạn về cái việc mà bà con ở trên đây, ở huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên tích trữ nước như thế nào. Tôi đang đứng tại thôn 2, xã Xính Phình, huyện Tùa Chùa, tỉnh Điện Biên và xin mời tất cả các bạn chúng ta sẽ vào thăm một hộ gia đình. Cách này thì là chỉ được gọi là lấy nước để rửa tay chân hoặc là giặt giũ thôi. Bởi vì sao? Nước từ tấm hydro xi măng là một trong những cái tấm rất độc hại mà rất nhiều các chuyên gia, các cơ quan chức năng đã khuyến cáo là không sử dụng nước lấy từ những cái mới hydro xi măng. Tuy nhiên thì không có nước thì vẫn phải chấp nhận và dùng, và bà con đã tạo thành một cái màng bằng tre rất đơn giản và rất thân thiện và được trải đến một cách. Tất cả đều chảy xuống đây là nước đây và chất chảy xuống. Thế thì các hộ gia đình và họ thường không có tiền để làm một cái dụng cụ tích trữ và cũng chưa biết cách những cái dụng cụ tích trữ nước hợp lý, thì họ hay mua những cái xô nhựa như thế này. Đây là một chiếc xô có dung tích khoảng 120 lít nước và giá khoảng tầm 150.000 cho một cái xô này. Tuy nhiên xô nhựa này mà để ngoài trời thì chỉ được hơn một năm là đã hỏng. Ngoài cái việc dùng xô nhựa thì bà con có một cái cách khác để tích trữ nước. Xin mời các bạn theo tôi. Là một cái cách khác của bà con để được tích trữ nước. Cách này thì trữ được nhiều nước hơn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều những cái ví dụ như không đảm bảo vệ sinh môi trường. Ví dụ đây các bạn có thể nhìn thấy trong đây thì bà con vừa tích trữ nước, các bạn vào trong này tích trữ nước và kết hợp với nuôi cá ở trong đây. Trong này là có cá ở trong đây. Nước này thì bà con sẽ dùng cho vật nuôi uống, rửa tay chân hàng ngày. Tuy nhiên thì cũng có nhiều hộ gia đình họ làm những cái bể nước như thế này chỉ là mục đích để là sinh hoạt, và nước chảy trực tiếp từ những cái mái hydro xi măng xuống thì rất là nguy hiểm. Và chúng tôi cũng đã có rất nhiều những cái giải pháp. Có những hộ gia đình thì họ làm một cái hệ thống lọc nước trực tiếp từ nước mưa chảy xuống dưới một cái khu vực chứa nước như thế này. Cách thứ hai thì chúng tôi cũng đang lên những cái ý tưởng để hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình ở trên huyện Tùa Chùa một cái tét nước. Tuy nhiên thì cái phần này thì bà con cần phải đóng góp một tét nước dung tích 1.000 lít của Sơn Hà thì có giá khoảng 2 triệu tối đa 2.300.000 đồng, và chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ đóng góp khoảng 400-500.000 tiền mặt vào cùng chúng tôi để mua cái tích trữ nước này. Hy vọng rằng là bà con có thể hoàn toàn đồng ý và thấy được cái lợi ích khi có một cái tét nước trữ nước rất là cẩn thận và có lắp đặt, chứ không như cái tét nước một cái khu vực chứa nước mà để rác các lá tre các thứ vào trong như thế này. Cảm ơn.